Vâng, thầy ơi, em thấy có một cái ý mà thầy vừa mới nói đó là dường như là trẻ em ở Á Châu đó không không được tự tin, có cái sự rụt rè. Mà thầy lấy một cái ví dụ là ở gia đình thầy đó, là thầy cũng đã áp dụng cái những cái cách thức nuôi dạy con tích cực và khuyến khích cái sự chủ động của con, nhưng mà dường như là vẫn có một cái điều gì đó nó ảnh hưởng bởi cái vấn đề về mặt dân tộc á. Em đang tạm hiểu là như vậy. Thì ở đây cũng có một cái câu hỏi của một chị có đặt ra là như thế này ạ. Em về miền Tây chơi thì không không có thấy đàn ông gia trưởng, nhưng quê em thì toàn bộ những người bố đều rất gia trưởng. Vậy ở đây gia trưởng thì có ảnh hưởng bởi cái yếu tố về vùng miền không thầy? Tôi không trước giờ tôi không có để ý vấn đề đó, tôi không có kinh nghiệm như bạn vừa mới phát biểu đó. Cái bạn mà mai đọc ý kiến đó thì nói là đi về miền Tây của Việt Nam mà thì ít thấy cái gia trưởng hơn, thì có thể như vậy, có thể là ở trong miền Nam, nói chung ở trong miền Nam đó, cái văn hóa gia trưởng nó nhẹ hơn ở miền Bắc. Ở miền Bắc là châu Thổ sông Hồng đó, thì cái tôi có cảm giác như là cái văn hóa gia trưởng ở miền miền Bắc đó, nó có vẻ là nó nặng hơn là cái văn hóa ở miền Nam. Có thể là bởi vì miền Nam là cái đất mới đó, đất mới của nước Việt Nam mình chỉ với ông bà mình chỉ mới khai khẩn cái miền Nam này cách đây khoảng 300 năm thôi. Và miền Nam nó cái lịch sử của miền Nam như các bạn đã biết rồi, khi mà người người Việt mình từ phía Bắc đông nhất là Quảng Bình trở vào đó, để đi vào trong Nam này, ở ngoài Bắc đông dân quá, châu Thổ sông Hồng, sông ở miền Trung nó ít đất, thành ra nạn nhân mãn mới dần dần mới đi vào trong Nam để mà sống cuộc sống, tìm lại cuộc sống tốt hơn. Thì khi mà cái người di dân họ đi đi đó các bạn, ở đâu cũng vậy đó, cái người di dân mà đi đó thì họ phải đối phó, họ phải thực tế lắm các bạn, họ phải rất là thực tế, bởi vì họ đối phó với những cái mới, cái khắc nghiệt đó, mới đất mới mà đủ thứ khó khăn đấy, thành ra chứ họ không còn những, cho nên đầu óc họ rất là cởi mở, thực tế, cho nên họ dễ dàng là chấp nhận mọi cái ý kiến hơn hơn là những cái người mà ở lâu đời ở trong một cái nơi, thí dụ như châu Thổ sông Hồng chẳng hạn, thì cái văn hóa nó bắt bắt rễ vào đó nhiều, dễ dàng hơn là những người di dân đi dần 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 vào phía Nam, thì họ họ cái đó họ cởi mở hơn, tôi nghĩ là như vậy, không biết có đúng không. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Vâng, ở đây thì cũng có nhiều thầy cô anh chị cũng có đưa ra ý kiến, ví dụ như là anh Thiện Nguyễn thì có nói rằng là như người miền Trung là gia trưởng nhất thầy cô ạ. Vâng, còn chị Nguyễn Linh thì nói rằng là cũng tùy theo khu vực, miền Bắc thì cũng tùy xã tùy huyện thì có tính gia trưởng hay không. Vâng, có một vài cái chia sẻ mà em đang thấy rằng là dường như là khi mà thầy có nói đến cái việc là nữ gia trưởng đó, thì em thấy thầy Thái có comment một câu nói là ôi nữ mà gia trưởng thì kinh hoàng thầy ạ. Em cũng đang không chưa 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 rõ lắm là không biết là ở đây là kinh hoàng là như thế nào. Thầy không biết là thầy Thái có thể chia sẻ một chút về cái trải nghiệm riêng hoặc là quan sát của thầy không ạ? Thầy Tuấn, cảm ơn cô Mai với chủ đề tuyệt vời. Phụ nữ mà không muốn thì thôi, mà phụ nữ mà muốn làm cái gì còn kinh hoàng hơn nam rất là nhiều, tại vì họ có quyền lực mềm mà họ lấy luôn quyền lực cứng của nam nữa, thì cứng với mềm nó phối hợp với nhau thì ông nào chịu nổi Về lực mềm là sao thầy? Thầy có thể làm rõ hơn được không ạ? ạ. Thì em thấy nữ mềm như thế nào thì quyền lực họ dùng ý vậy đó. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Ở đây nhé thì có một cái câu hỏi như thế này ạ. Chỗ này Mai ơi, mình có thầy có chứng kiến một một gia đình là người mẹ là rất gia trưởng, tức là bà nói cái gì cũng tuyệt đối đúng hết á, cho nên là khi mà những đứa con, 9 người con trong gia đình thì sau đó thì hết 7 người con hận mẹ, người mẹ đó, tức là ở thuở bé là mẹ nói cái gì phải theo, một đứa mà sai là quất luôn một cái đám kia luôn, tức là nguyên sau đó lớn là 7 người con là hận mẹ luôn, là không, mất kết nối với mẹ một cách tuyệt đối luôn, còn hai người khác thì vẫn vẫn giữ được một chút nhưng vẫn rất là giận mẹ. Đó, người phụ nữ gia trưởng mà người bố trong gia đình không có một cái vai trò gì đó. Dạ vâng, em Cảm cảm ơn. ơn mẹ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, thực tế thì là như vậy, chúng ta thấy rằng là không phải là nữ hay là nam gia trưởng, nhưng mà rõ ràng rằng là cái tính cách gia trưởng đó
thì nó đã để lại cái hậu quả rất là lớn, đúng không ạ? Nó tác động rất là lớn, tác động tiêu cực đến những cái thành viên trong gia đình hay là những cái người mà có bị chịu sự ảnh hưởng của cái người mà mang cái tính gia trưởng đó. Ví dụ như là ở tại cơ quan chẳng hạn, mà sếp mà gia trưởng thì nhân viên chắc là cũng rất khổ, đúng không ạ? Vâng, và ở trong trong cái comment thì em cũng thấy rất là nhiều cái ví dụ đề cập đến nữ gia trưởng ạ. Vâng, ví dụ như là có chị chia sẻ là mẹ em như thế này thì không biết là có phải gia trưởng không, bà luôn cho bà là đúng nhất, đến chồng em cũng không bao giờ lên tiếng cho dù là biết bà nói em, có nghĩa là đây là chị là con chị là con dâu ạ. Vâng, mẹ em phân biệt giữa tiền vợ và chồng, khi đưa tiền ăn cho bà thì em phải bảo với mẹ rằng các cụ bảo là của chồng công vợ. Cái này chủ đề tuần trước đấy ạ. Vâng, nhưng mà mẹ nói rằng là không ai sướng như mày đâu ạ, đâu có. Vâng, và có một người nữa cũng chia sẻ một cái câu chuyện, đó là em có một người chị dâu vô cùng gia trưởng, chị ấy luôn không nghe ý kiến người khác, chỉ làm theo ý mình muốn và không ai nói được. Chị ấy khó tính, nóng tính, tanh đá lắm, luôn luôn muốn người khác phải theo ý mình. Vậy thầy có thể chỉ cho em cách giải quyết ạ? Vâng, em mời thầy ạ. Đối với cái người gia trưởng như vậy đó, như nói trực tiếp là cái cô chị dâu đó là gia trưởng như vậy đó, thì cái cách để mà mình đối phó với cái người gia trưởng đó là, thứ nhất đó, mình phải nghĩ là mình thay đổi cái bà gia trưởng đó rất là khó. Như vậy nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là mình phải cắm đầu mình chịu cái bà gia trưởng đó. Ngay cả trong trường bà đó là mẹ mình đi nữa đó, thì vẫn có cái cách người ta khuyên như thế này nè các bạn. Người ta khuyên là mình đừng có nghĩ đến chuyện mình có thể thay đổi được cái bà gia trưởng này, bà chị dâu này, hay bà mẹ chồng mình, hay bà mẹ ruột của mình này. Đừng nghĩ là mình có thể thay đổi được họ. Họ sẽ có cách để mà tự họ thay đổi, nếu mà có thể thay đổi thì tự họ được giáo dục như thế nào đó. Thì nhưng cái đó không phải việc của mình. Việc của mình là cứu mình các bạn. Việc của mình là cứu mình, có nghĩa là mình tránh, đừng để cho mình rơi vào cái tình trạng mà nạn nhân của cái gia trưởng của bà đó. Tôi nói đây có rất nhiều cách tùy theo mỗi một cá nhân. Tôi nói thí dụ bây giờ cái chị hồi nãy đó có bà chị chồng hay là bà mẹ chồng gia trưởng như vậy đó, thì tránh tiếp xúc với bà, càng tránh nhiều càng tốt. Đó là cái kết quả tất yếu của cái bà này, vì bà gia trưởng như vậy cho nên con dâu của bà né bà luôn. Và khi mà người con dâu né của bà đi đó, thì cháu bà cũng né luôn. Bởi vì cái người con dâu đó là có con, người con dâu là cháu của bà đó, thì né tránh đi. Bởi để làm gì? Né tránh để thứ nhất để cho mình đừng trở thành nạn nhân, mình đừng phải chịu cái gia trưởng của bà. Tối thiểu hóa cái chịu ra đi. Thì né được chừng nào hay chừng đó, còn có những cái không thể né được đó thì đành chịu, nhưng mà né được chừng nào hay chừng đó, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà cái mà mình nghĩ là đúng mà bà đó, bà không chấp nhận, bà bắt mình theo ý của bà ấy, thì người ta khuyên là mình cứ nên làm cái mình nghĩ là đúng. Nhất là bây giờ mình đã là người trưởng thành rồi, mình đâu phải đứa con còn bé mà phải nghe theo bà, không có cách nào khác đâu. Bây giờ mình là một người trưởng thành rồi, mình có quyền làm theo cái ý của mình, mặc dù cái ý đó nó ngược với cái ý của cái người gia trưởng đó. Tôi nói thí dụ bây giờ người mẹ hay là người chồng hay là người vợ gia trưởng, thì thí dụ người chồng nhé, người chồng gia trưởng bắt người vợ phải làm thế này, hay là người vợ gia trưởng bắt người chồng phải làm thế này, thì bây giờ cái người chồng đó có hai lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất là nhịn đi, theo bà ấy đi, cho nó êm nhà. Cái lựa chọn thứ hai đó là mình cứ làm theo ý của mình, rồi bà làm trời rồi làm đất gì kệ bà. Nếu mà mình có cái can đảm mà làm như vậy đó các bạn, thì dần 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 nó có tác động các bạn. Bởi vì mình đâu có bắt bà cái gì đâu, hoàn toàn mình không bắt bà cái gì cả. Mình chỉ bắt mình thôi. Mình chỉ bắt mình là mình không được làm cái sai. Mình nghĩ là đúng thì mình làm cái đúng. Còn bà này dù bà có chằng ăn chăn quấn, bà có giữ tới đâu đến nữa, mình chấp nhận trước là mình mà làm trái ý của bà như vậy thì bà sẽ khùng lên, bà sẽ làm mình khổ lắm. Bà có cái quyền lực của bà, bà sẽ làm cho mình chết lên chết xuống đó. Nhưng mà cố gắng làm cái mình đúng đi. Hay là ít nhất không làm theo cái mà bà bắt mình làm. Thì người ta còn khuyên như thế này các bạn, người ta còn khuyên là nếu mà ông chồng ông ấy muốn là mình phải tiếp xúc với người này, không được tiếp xúc với người kia, hay là quan hệ, hay là nói cái này không được nói cái kia, vân vân, thì người ta cũng khuyến khích mình là người vợ, trong trường hợp đó người vợ đó cứ tiếp tục làm cái mà mình muốn, tức là có một cái thách đố các bạn,
có một cái thách đố ở đây, tức là ông chồng ông bắt bà vợ là không được giao tiếp với người này, không được giao tiếp với người kia, thì bà vợ không, người này là em tôi, người này là anh tôi, người này là chị tôi, người này là mẹ tôi không thể nào bỏ họ được nữa. Bây giờ ông có muốn làm gì thì ông làm, tôi vẫn phải có nhiệm vụ với những người này, hay là người này là bạn thân của tôi. Thì người ta khuyến khích những cái nạn nhân đó là phải tìm mọi cách an toàn nhất cho mình nữa các bạn, chứ không cần, không, đừng nghĩ đến cái đối tác kia, cái người gia trưởng, cái đừng nghĩ đến họ, hãy tập trung cái suy nghĩ vào mình. Và cái gì mà mình thấy là mình có thể làm được theo cái suy nghĩ của mình là đúng đó, thì cái level đầu tiên là thứ nhất là tối thiểu hóa cái tiếp xúc giữa mình với cái người gia trưởng đó. Những điều này có thể dễ dàng áp dụng với những người con mà lớn rồi các bạn. Người con đã trên 18 tuổi rồi đó, thì người con này có thể làm mẹ mình hay là bố mình cấm cái này, cấm mình cái kia. Nhưng nếu mình có thể được tránh tiếp xúc với bố mình, tránh tiếp xúc mẹ mình. Thứ hai nữa là cứ làm theo cái điều mình muốn. Nếu mà mình không cố gắng như vậy các bạn, thì sẽ đến một lúc nào đó, như hồi nãy thầy Thái có chia sẻ cái kinh nghiệm của cái bà mà có 7, 8, 9 người con đó. Thì nếu mà người ta không cố gắng, người ta làm cái khó như thế này đó, đây là khó cho mình cố gắng cho mình, là mình không, đây cái này không phải là làm cho cái bà kia mà làm cho mình nè. Nếu mình không cố gắng đó thì cuối cùng mình sẽ đi đến một cái mà Tây phương người ta gọi là emotional cut off, emotional cut off tức là ly thân về tâm lý các bạn. Người ta nói ly thân về tâm lý tức là cắt cắt off tức là cắt bỏ mối quan hệ luôn về phương diện tâm lý này nè, không còn muốn dây dưa gì nữa. Bảy người con hồi nãy thì cái kinh nghiệm mà thầy Thái chia sẻ đó là bảy người con không còn tiếp xúc với mẹ nữa, là bởi vì bảy người con này đã không có được chỉ dẫn để cho bảy người con này từ cái lúc mà còn chưa chưa đến cái quyết định mà emotional cut off với bà đó, coi như bỏ bà luôn đó, thì cố gắng làm những cái điều mà ngược ngược với bà đi, mà thuận theo ý của mình, thì bà sẽ tức lắm, bà sẽ chửi bới này kia, nhưng dần dần là bà sẽ quen với một cái thực tế mới là con mình nó lớn rồi, bây giờ mình không thể bắt nó như một đứa nhỏ được nữa. Thì cái đó nó sẽ là một cái thuốc chữa cho cái bà mẹ đó, để bà sẽ cứu được bà luôn, tức là cuối cùng bà không mất bảy người con. Nhưng mà tiếc tiếc là vì trong gia đình đó bảy người con đã không có một cái can đảm, cái dũng khí để mà làm cái điều cần phải làm, và bà mẹ cũng có cái không may là không có ai hướng dẫn cho bà hết. Thế nên bà lấn được thì bà cứ lấn hoài, các người con không ai dám cãi bà thì bà cứ lấn hoài, cứ bắt đầu cuối cùng hơi hơi một cái gì khác bà là bà không chịu, thì cuối cùng nó đi đến kết quả như vậy. Thì văn hóa phương Tây nó đang nghiên cứu hết những cái đó rồi các bạn, và nó đã vạch ra tất cả mọi cái, và nó có những cái khuyến khích người ta nếu rơi vào trong hoàn cảnh đó thì người ta phải làm như thế nào. Thì tôi xin trở lại cái là nếu bây giờ mình chẳng may mình rơi vào cái hoàn cảnh là mình có một cái người thân, bố mình hay mẹ mình này, là gia trưởng đó, thì mình nên làm như thế nào. Thì chỉ có cách là có cái tư duy nè, cho mình lớn, nên khi mình lớn lên đủ trí khôn và đủ cái trưởng thành đó các bạn, thì mình nên nghĩ đến cái chuyện là mình không cần phải cứ theo ý của cái người đó, mặc dù là người đó là bố mình hay người đó là mẹ mình. Mình sẽ soi rọi vào cái lương tâm của mình, cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết của mình, để mình thấy là cái này đúng thì mình làm và mình chịu trách nhiệm. Tôi đưa thí dụ nhé, ngay cả trong những trường hợp quan trọng nè, ví dụ bây giờ người bố bắt, hay là người bố hay người mẹ đó bắt con mình không được lấy cái người kia mà phải lấy cái người này, bởi vì mình nghĩ là người này tốt hơn, thì cái người con nó có thể không làm theo các bạn, bởi vì con lấy vợ cho con mà, con đâu có lấy vợ cho mẹ đâu, hay là con đâu có lấy vợ cho bố, nó con lấy vợ cho con, và con trái tim của con là con yêu cái cô này. Bây giờ bắt con để lấy cái bỏ cô này để lấy cái cô kia có thể là mẹ thấy cô ấy tốt hơn này kia hay hơn đấy, nhưng mà con thì con không thấy như vậy. Thì cái người con nó có hai chọn lựa, cái chọn lựa thứ nhất là nghe theo mẹ đi, như vậy là gây ra một cái mối đau khổ là vì bỏ cái người mà mình yêu nè để mình theo mẹ, mình lấy cái người khác, và sau này nếu mà mình không hạnh phúc nữa thì mình sẽ oán bà mẹ mình, đúng không? Còn nếu mà mình hạnh phúc, chưa chắc là hạnh phúc, hay cho chỉ gặp mình hạnh phúc đi, nhưng mình không bao giờ mình quên cái cô này đó, tại vì cô này mình bỏ cô mà, mình yêu cô mà, mình phải bỏ cô để mình lấy cô này, thì dù cho mẹ mình đúng là cô này là người mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng mà mình vẫn không thể nào quên được cái cô này. Thế nên trong trường hợp đó, giải pháp đó là giải pháp thất bại các bạn. Bây giờ cái giải pháp thứ hai, tức là không nghe lời mẹ mình,
bây giờ lấy cái cô này bởi vì mình yêu cô này thì lại có sai sót lựa xảy ra. Nếu mình yêu cô này, mình lấy cô này, mình hạnh phúc thì tốt, nếu mình không hạnh phúc mình chịu, bởi vì mình là người lớn mà, mình quyết định cho mình mà, tại sao mình lại phải để cho một người khác quyết định một cái chuyện quan trọng như vậy cho mình? Tại sao như vậy? Chứng tỏ mình không không có xứng sống cơ mà. Vậy cái cô này không nên lấy tôi làm gì, tại vì tôi yêu cô mà tôi không đủ dũng cảm để mà tôi lấy cô, mặc dù là tôi yêu cô yêu tôi, mà tôi phải đi lấy cái người khác. Tôi không hề yêu cô đó, tôi vẫn yêu cô này, đi lấy người khác. Như vậy thì sự thực là cái cô này không nên lấy tôi làm chi, phải lấy tôi lấy một người đàn ông không có xương sống thì lấy làm chi. Nếu tôi là con, nếu tôi có con gái tôi đó, con gái tôi gặp hoàn cảnh đó thì tôi sẽ bảo con tôi là con may lắm đó, cho nên con không lấy cái thằng đó, bởi vì thằng đó nó nghe lời một người lớn khác, mặc dù người đó là mẹ nó hay là bố nó, nhưng nó yêu con mà nó phải bỏ con để nó lấy cái người kia chỉ vì lý do là mẹ nó thấy người đó tốt cho nó, nó bỏ con, nó không lấy con, thì cái điều đó rất là may cho con, và ba với con nên đi ăn mừng. Bây giờ con tự lựa cái nhà hàng nào con thích đi, ba với con đi ăn mừng vì con đã thoát khỏi một cái số kiếp như vậy, con lấy một thằng chồng không có xương sống. Đấy là cái quan điểm của tôi đó các bạn. Cho nên người ta khuyên là khi mà mình nó đủ trưởng thành thì mình phải dựa vào chính mình, chứ mình không thể dựa vào người khác được. Không dựa vào và không nên dựa vào người khác, không nên để cho người khác quyết định cuộc đời của mình, để sau này mình lại trách móc người này, trách móc người kia. Tại vì con không hạnh phúc bởi vì hồi đó con mẹ bắt con lấy cô đó. À, mẹ bắt con, tại sao con nghe lời mẹ, bây giờ con lại trách mẹ. Như vậy không được. Còn giờ tôi nhất định tôi yêu cô này, tôi lấy cô này, sau này tôi không hạnh phúc cũng được. Đó là tôi, trách nhiệm của tôi. Tôi đã lấy cô, tôi yêu cô, lúc đó tôi yêu cô, tôi lấy cô, rồi sau này nó không hạnh phúc, cái đó cũng là bình thường. Đâu phải ai cũng yêu nhau suốt cuộc đời đâu. Và tôi không yêu cô nữa, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa gì là bất bình thường trong cái cuộc sống ở trên đời này. Người ta hạnh phúc, người ta có thể lúc lên lúc xuống. Nhưng mà cái quan trọng đây là tôi là người đàn ông hay là một người phụ nữ lớn, đủ lớn để tôi nhận trách nhiệm về cuộc đời của tôi không đổ cho ai hết đó. Đấy là người can đảm. Mà cái người đàn ông như vậy là người đàn ông mà các bố mẹ nên mong là con mình nó gặp những đứa như vậy, con mình nó gặp những người chồng, gặp những người vợ như vậy, thì bởi vì những người đó là người có tinh thần trách nhiệm, có can đảm. Cảm ơn thầy ạ. À, như vậy có nghĩa là để mà có thể đối mặt với một cái người mà có cái thói gia trưởng như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ phải cần cái sự dũng cảm nhiều hơn đúng không ạ? Vâng, và ở đây thì em cũng thấy rằng là có một vài ý kiến của các anh chị cũng nói đến cái việc này ạ. Và có chị nói rằng là nhưng mà bây giờ cứ khi mà em không có làm theo ý của chồng em hoặc là không làm theo ý của mẹ chồng em thì em lại bị đánh, bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy thì bây giờ sẽ phải giải quyết như thế nào ạ? Chuyện mà động đến bạo lực đó, thì cái này nó là một cái tôi không hiểu là ở Việt Nam người ta như thế nào. Nhưng mà ở trong cái văn hóa phương Tây chẳng hạn đó, thì khi mà đụng đến bạo lực đó, thì nó giống như là lằn ranh đỏ đó. Lằn ranh đỏ, đụng đến bạo lực thì cái đó là một cái rất là vi phạm vào cái lằn ranh đỏ đó. Người ta không thể chấp nhận được cái chuyện bạo lực như vậy đó. Mà nếu mà một người phụ nữ nào không may rơi vào cái tình trạng là người chồng gia trưởng và người chồng sẵn sàng dùng cái bạo lực đó để mà bắt khuất phục mình, bắt mình làm theo đó, thì cái đó là cái người phụ nữ đó cần phải được một cái sự giúp đỡ rất là lớn, rất là toàn diện của gia đình, của xã hội để tuyệt đối ngăn ngừa, chấm dứt cái hành vi bạo động bằng mọi giá, bằng mọi cách. Thì cái đó một người, cái người nạn nhân nó không đủ các bạn. Trong cái trường hợp mà có bạo hành như vậy đó, thì một người cái nạn nhân nó không đủ. Cái mà chúng ta đang nói ở đây là cái trường hợp gia trưởng bình thường đó, thì cái người nạn nhân nó có cái cách như tôi vừa trình bày lúc nãy đó, cái cách đó tức là cái cách hạn chế tối đa cái chuyện mình trở thành nạn nhân của cái tình trạng gia trưởng đó, và mình nên làm dần dần làm ngược lại, không phải ngược lại ý của cái người gia trưởng mà là làm đúng theo ý của mình, làm dần dần nếu có thể được, trong phạm vi có thể được. Còn những trong trường hợp mà có liên quan đến cái bạo lực như vậy đó, thì cái người mà nạn nhân đó các bạn, người nạn nhân đó, nó lại khác. Bởi vì nếu mà liên quan đến cái bạo lực
thì cái an toàn của cái người nạn nhân này là nó trở thành cái ưu tiên một. Tức là cái người đàn ông, xã hội và gia đình của cái người nạn nhân đó, bạn bè cả xã hội phải tìm mọi cách nào để chấm dứt ngay, tạo ngay ra được một cái sự an toàn tuyệt đối cho cái người nạn nhân đó, bởi vì trong xã hội này không có ai có quyền đánh ai hết đó. Và nhà, ở Việt Nam cũng có luật, chứ không phải là không, không phải là không có luật. Luật ngăn cấm cái chuyện mà bạo hành trong gia đình đó, Việt Nam cũng có luật. Có nghĩa là xã hội Việt Nam không chấp nhận cái đó, giống như xã hội ở Âu Mỹ. Nhưng mà cái xã hội Việt Nam mình cái mình kém xã hội Âu Mỹ ở chỗ này này, ở chỗ là mình cũng có luật, nhưng mà cái việc thi hành luật của mình đã còn chưa bằng họ. Họ thi hành luật một cách rốt ráo các bạn, triệt để rốt ráo. Còn ở Việt Nam mình thì cái thi hành luật nó vẫn còn chưa được rốt ráo lắm. Cho nên cái mà mình cần thay đổi đây đó là mình cần thay đổi cái cách thi hành luật đó, làm thế nào để một khi mà cái bạo động nó xảy ra thì tất cả các cái nguồn lực của xã hội, của gia đình đều phải tập trung vào để giúp đỡ người nạn nhân này. Tôi đưa thí dụ nhé. Thí dụ như ở Âu Mỹ chẳng hạn. Ở Âu Mỹ nếu mà có bạo động xảy ra đó, thì người ta gọi cảnh sát, người ta gọi 911 là cái số của cảnh sát đó. Thì cảnh sát họ sẽ đến trong vòng mấy phút thôi là cảnh sát họ sẽ có mặt. Và khi họ có mặt mà họ thấy dấu vết, có dấu vết của bạo hành thì người không kể, không cần biết là cái người nạn nhân đó là đàn ông hay đàn bà, người chồng hay người vợ, không cần biết. Nếu mà họ thấy có dấu vết của bạo hành thì lập tức họ bắt cái người mà gây ra cái bạo động đó. Họ bắt 100% là họ bắt các bạn. Khi họ đến là họ bắt nếu có dấu vết. Tức là họ thi hành luật một cách rút ráo như vậy đó. Và khi mà họ bắt cái người mà gây ra bạo hành như vậy các bạn, thì cảnh sát họ chỉ làm máy móc cái việc, họ không có phải là khuyên can, không phải là cái gì đó, không có làm công tác xã hội ở đây. Việc họ là việc thi hành luật. Họ đến họ thấy có vi phạm luật thì họ bắt cái người đó đi thôi. Còn có năn nỉ hay gì họ không nghe. Họ bảo đừng có năn nỉ, tôi vũi. Cứ về bót đi rồi tính. Xong về bót họ làm giấy tờ. Xong rồi họ lại thả cho mình về thôi. Nếu mà họ tính những cái chuyện an toàn cho người phụ nữ kia, cho cái người nạn nhân đó, xong rồi họ cho mình về thôi. Rồi sau này hẹn ngày ra tòa. Và khi ra tòa thì tòa người ta sẽ căn cứ trên cái tình trạng nặng hay nhẹ đó. Và thường thường thì họ bắt đi counseling các bạn. Người ta bắt cái người mà bạo hành nó phải đi counseling. Còn bị counseling ngắn thôi, có thể đi counseling một thời gian ngắn, rồi cái người counselor, cái người mà tham vấn tâm lý đó chứng minh là ông này hợp tác, ông có đi tham vấn tâm lý và ông ấy hứa là ông ấy không có bạo hành nữa, vân vân, thì nghiện sẽ xong thôi. Nhưng mà nếu mà người đó còn cái mức trên như vậy các bạn thì họ nhốt tù luôn, và tù xong thì đi học cái lớp 52 tuần lễ. Tôi có dịp chia sẻ các bạn đó, người nào mà đi học cái lớp chống bạo hành gia đình 52 tuần lễ học xong thì tởn luôn. Bởi vì nó quá chán, quá boring, quá chán nản, ngồi mỗi lần ngồi 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đến nó ngồi chỉ có mấy ông đánh vợ, đánh phần đông lần, mấy ông đánh vợ, mấy bà đánh chồng đó, người tụ họp với nhau, nó mười mấy người ngồi đó là cứ kể cho nhau nghe cái kinh nghiệm đó. Rồi sau lâu lâu cái người mà dẫn dắt chương trình đó, họ rất là thụ động, họ chỉ khuyến khích mình tham gia thôi. Và lúc đầu thì còn đổ lỗi đó, đổ lỗi này đổ lỗi kia, đâu có gì đâu, bầm vậy chứ thật ra, bởi vì cái da, nước da nó trắng quá, thành ra đụng nhẹ cái bầm thôi, chứ còn mặt tôi, mặt dày như mặt tôi thì có đấm 10 cái, gấp 10 lần nhưng đâu có ai thấy dấu vết gì đâu. Còn bà này da bà trắng, thành ra tôi vừa mới đụng nhẹ nó bị như vậy, hay là bà xô vào, tôi xô nhẹ và va vào cái cửa thì bà bị như vậy, vân vân. Còn mới đầu còn nói như vậy các bạn, mà nói như vậy thì cứ học hoài, học tới chừng nào mềm ra như là cái cọng bún đó. Và 8 cái hình thức bạo hành nó thuộc lầu, 8 cái bánh xe có 8 cái hình thức đó. Tức là bánh chỉ là một trong 8 cái đó thôi. Cái mà dùng tiền bạc, dùng con cái, dùng hăm dọa, lớn tiếng, rộng cửa, đá mèo, đá chó, vân vân. Tất cả những cái hình thức đó đều gọi là bạo hành hết. Và học 52 tuần lễ các bạn, tức là học 1 năm trời. Mất bao nhiêu thì giờ đi học như vậy đó. Mà nếu mà hôm nào mà đi trễ 5 phút, người ta đuổi về, người ta bắt đi lại. Không tính cái lớp đó, không tính cái buổi nó, không tính, cho nên học xong một lần cái đó là tờ luôn, không bao giờ dám đánh vợ đánh chồng nữa. Thì khi mà cái xã hội, nếu mà dính đến bạo hành các bạn, thì cái xã hội nó làm như vậy mà nó vẫn không diệt được các bạn, vẫn còn bạo hành, nhưng mà nó diệt gần hết các bạn. Cho nên những người trẻ mà lấy nhau đó, ít khi nào mà người ta, lúc mình ta coi báo mình thấy vẫn còn vợ chồng đánh nhau giết nhau vân vân, nhưng mà cái đó ít hiếm có. Còn thường thường người ta lấy nhau thì tôi nghĩ là đại đa số người ta lấy nhau ở phương Tây này thì người ta
rất là êm đềm, không bao giờ người ta nghe 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 lên vợ chồng nói to tiếng đó. Mình trong xóm mình chẳng hạn gần như không bao giờ mà nghe thấy tiếng gì la lối vợ chồng mà to tiếng cả, rất là êm. Nếu họ, họ đều không có nghĩa là họ hạnh phúc các bạn, nhưng mà nếu họ không hạnh phúc họ ráng họ tìm cách họ giải quyết với nhau, mà nếu họ giải quyết không được họ ly dị thôi, rất là êm êm ru, không có nói cái cách nó chỉ khác, nó không ồn ào, không có bạo hành, không có gì. Nên nó trở lại cái câu hỏi mà Mai đề cập lúc nãy đó, tức là nếu mà liên quan đến cái bạo động thì nó là cả một cái vấn đề khác rồi, nó không phải là trong cái vấn đề mà mình thảo luận với nhau từ nãy tới giờ này, cái cách mình làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng đó thì nó lại là một cái phương án khác hẳn. Và cái phương án này, cái tình trạng này nó tập trung cái này vào đây, đó là cái an toàn của người phụ nữ đó là ưu tiên một. Và để mà thoát khỏi cái này đó thì cái một mình người phụ nữ nó không được. Nếu mà mình chỉ khuyến khích người phụ nữ bảo là bỏ nhà đi đi hay là chạy đi, nó đánh cửa trước thì vào cửa sau vân vân, tất cả những cái đó không không được các bạn, mà người ta đã làm rồi nó không thành công. Mà muốn 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 bớt được cái tình trạng bạo hành đó thì phải huy động nguyên lực của cả cái xã hội này thì mới có thể giải quyết được cái đó. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Như vậy có thể thấy được rằng là ngoài cái việc mà cái người mỗi cái nạn nhân đó, đặc biệt là đây trong trong cái lĩnh vực là bạo lực gia đình, thì ngoài cái việc mà cái người nạn nhân có thể nhận thức được cái vấn đề của mình và có những cái hành động cụ thể, thì còn rất là cần đến cái sự hỗ trợ của xã hội nữa, đúng không ạ? Vâng, và em thấy rằng là đúng là như thầy chia sẻ ạ. Khi mà em làm việc ở trong lĩnh vực bảo vệ cho phụ nữ, trong lĩnh vực bạo lực gia đình, thì em cũng thấy rằng là rất là nhiều nhiều người, có nhiều người phụ nữ đã cầu cứu đến họ hàng rồi là đến chính quyền, nhưng mà dường như là họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là khi mà họ cầu cứu đến hội phụ nữ chẳng hạn, thì chị có thể là cái người mà cán bộ hội phụ nữ sẽ đến hỏi là thế cái câu chuyện là như thế nào, có phải là cô nói nhiều không nên là chồng cô mới đánh không, thôi cô cũng phải chú ý một tí, bởi vì nếu không á thì có thể là tổ của ta cái năm nay có thể đã không được xác định là tổ văn hóa gì đó, rồi là gia đình sẽ không được xác định là gia đình văn hóa, và cái điều đó thì có thể ảnh hưởng đến cái lợi ích chung. Hay là ở đây có những người mà dường như rằng là những cái tư tưởng của họ đã bị, nghĩa là rất là tiêu cực ạ. Đây có một chị chia sẻ là em có biết một gia đình chị vợ bị anh chồng đánh đập, công an can thiệp bắt anh chồng, xong chị vợ đi vay mượn tiền để chuộc tội anh chồng, để chuộc anh chồng ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Có lần công an lôi anh chồng đi, chị ấy vừa khóc vừa la, đừng bắt chồng em, bắt chồng em rồi lấy ai đánh em. Vâng, dường như rằng là không phải là chỉ có xã hội như vậy, mà cái tư tưởng, những cái văn hóa đó nó còn ảnh hưởng đến chính cả nạn nhân, để mà nạn nhân họ họ chấp nhận cái cuộc sống như vậy ạ. Vâng, em nghĩ rằng là với cái chủ đề về bạo lực gia đình thì đây là cũng là một cái chủ đề rất là lớn, mà trong một vài cái buổi chia sẻ cách đây khoảng vài tháng thì chúng ta cũng đã đề cập đến cái chủ đề này rồi. Tuy nhiên đây vẫn là một cái chủ đề mà nhận được cái sự đón nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của cộng đồng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã dành hơn một tiếng để chúng ta trao đổi về chủ đề gia trưởng, và đây là một cái chủ đề mà mọi người rất là quan tâm ạ. Thực sự là rất là nhiều câu hỏi. Em đã copy lại, em đã ghi lại những cái câu hỏi này, và chắc chắn là hôm trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta không thể giải quyết được tất cả những cái câu hỏi hay là những cái vấn đề mà cộng đồng đặt ra. Em trước khi mà kết thúc cái buổi chia sẻ thì em cũng xin phép là được 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 đọc hai cái comment. Có chị Hoàng Thị Bằng ạ. Chị Hoàng Thị Bằng chia sẻ rằng là em vào đây đã được các thầy cô dạy bảo nhiều, và gia đình em đã có nhiều chuyển biến rất là tích cực. Hay là có chị Hải cũng đã chia sẻ rằng là em là người gia trưởng và nay được thầy chia sẻ thì em nhận ra bản thân em cần thay đổi để gia đình em hòa thuận hạnh phúc hơn, và em cảm ơn các thầy cô. Và cũng có một anh có tên là Trần Đình Vận ạ. Thì anh Vận thì có một cái comment rất là thú vị như sau ạ. Anh Vận thì có một cái bình luận và có một câu hỏi, nhưng mà chắc là em sẽ xin phép và đặt cái câu hỏi này với thầy trong cái buổi buổi sau. Thầy anh Trần Đình Vận có nói rằng đầu tiên em xin cảm ơn bài học đầy giá trị thầy chia sẻ đến với em và tất cả các cô chú anh chị trong lớp học trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay, và em cảm ơn thầy vì em được cùng họ và tên đệm với thầy ạ.
Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúng ta mỗi buổi sáng thì chúng ta có cùng có mặt ở trên phòng Zoom của cộng đồng SE, chúng ta cùng chia sẻ những giá trị trong cuộc sống, chúng ta cùng học hỏi những cái kỹ năng và chúng ta cùng mài giũa những tư duy của chúng ta để cho chúng ta có được cái thái độ đúng đắn, cái tư duy tích cực để chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống. Và bây giờ là 6 giờ 5 phút rồi ạ, và theo cái quy định của ban tổ theo cái thời gian của ban tổ chức thì đây cũng là thời gian hết phòng Zoom buổi sáng để cho chúng ta có thể là quay trở lại cái công việc hàng ngày của chúng ta, thực hiện cái vai trò người chồng, người vợ, người con của chúng ta. Và rất là nhiều các bé học sinh của chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Em đã thấy có rất là nhiều các con là học sinh của lớp 7A, lớp 9C, lớp 7C, học sinh của cô Hằng, của cô Tươi cũng đã tham gia những cái chủ đề mà chúng ta cứ tưởng rằng là đây là cái chủ đề của người lớn, nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Hiện tại thì tại Việt Nam, tổ chức Plan International đang triển khai chuỗi dự án là phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường học, và cái chủ đề về gia trưởng và phụ quyền cũng là một cái chủ đề mà đã được đưa vào để giáo dục cho các con. Bởi vì đúng như thầy Tuấn đã nói, nếu mà chúng ta không có cái sự giáo dục trẻ ngay từ nhỏ thì lớn lên các con sẽ trở thành những cái hình ảnh của những cái người gia trưởng, có thể là người vợ gia trưởng hoặc người chồng gia trưởng. Vâng, biết ơn thầy Tuấn rất là nhiều, và rất là mong thầy rằng là đến cái buổi sau thì thầy sẽ tiếp tục giải đáp cho cộng đồng những cái câu hỏi mà chúng ta chưa có cơ hội để chia sẻ ngày hôm nay. Và biết ơn tất cả các quý thầy cô, các anh chị đã yêu mến và ủng hộ cho chương trình Zoom sáng của cộng đồng SE. Rất là cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Xin kính chào thầy Thái nhé, xin Dạ. chào Mai, xin kính chào tất cả các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Dạ, xin phép. À, kính chào thầy, kính chào Mai và tất cả anh chị em. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.